phát cho mình một cái phiếu để điền thông tin. Và mình điền vô phiếu nè, đây là first name là họ, xong rồi tới tên, tên lót và tên, rồi tới passport number, rồi tới cái chuyến bay của mình là bao nhiêu, rồi tới địa chỉ mình đến là địa chỉ ở đâu. Rồi còn mấy cái này là mình trả lời no hết. Mình không biết cái gì, mình chỉ trả lời no. Ở đây mình có đem theo nước yến để tặng quà thì mình điền vô đây là yes. Vậy thôi, có một mục điền yes thôi. Còn chữ ký và ngày mình đi ở mặt sau là điền email, địa chỉ email, rồi ở Việt Nam bạn làm cái gì, rồi ngày sinh tháng đẻ, rồi ABC đây. Mình đừng điền vô A, chỉ điền vô B thôi chị, tại vì mình không phải công dân ở Úc cho nên điền vô B. Mình điền vô B là tại vì mình là người Việt Nam, còn C là công dân ở Úc. Còn cái địa chỉ mình đến là ý là bạn đến Úc bao lâu, ở bao lâu á, cái visa của bạn đến Úc là ở bao lâu, bạn dự định ở bao lâu, một năm hay là mấy tháng. Rồi ở đây là mình điền tên, địa chỉ, cái người bảo lãnh của mình, vậy xong ok.